Nói cái tên thật, mình nói được như vậy, mình phải nói được hết những cái cảm xúc đó, mình phải nói hết được cái xấu xa của mình thì mình mới nói được, à, mình mới nhắc được đến những cái câu chuyện của người khác để cho các cháu rút kinh nghiệm trong cuộc sống, đừng xa trần của đường phạm tội như tế điên và những người anh em đã phải trả giá. Mọi người ạ, chứ còn ông lao ra ông kinh lắm phải chưa? Trong tù thì xin bố đời, vào trong trại viết thư về xin ăn, bảo bố mẹ là bán nhà, lo cửa cho để đi để làm chân chơi trước, nhưng sành bê xã hội cái ăn tục nó phép ngồi bắt đầu là úi rồi tao thì toàn chân chơi thôi. Nhưng chúng mày có hiểu rằng đâu là cái tiền chân chơi là ai cho chúng mày cái chân chơi đó? Bố mẹ một lắng hai xương làm khổ, thấy chưa, nhịn đói nhịn khát để gửi vào để cho chúng mày được cái chân chơi đó, còn ra ăn tục bốc phét để làm gì? Chân chơi là chúng mày phải khẳng định được cái gì, khẳng định được phải cải tạo bằng ngực tự mình kiếm chân chơi cho mình, đó mới là dám làm dám chịu. Đời tế điên nhà nghèo không có điều kiện, như là tế điên bước chân vào nhà tù từ lúc 13 tuổi rưỡi ở trường giáo dưỡng số 2. Một là chấp hành, chưa bao giờ lửa phỉ đồng quân, hai là bật thần kinh. Chân chơi là mình tạo lên thì chân chơi đó nó mới được là mãi mãi. Còn chân chơi mình mua bằng tiền ấy thì riêng cái bọn cán bộ ấy cứ hết tiền ấy là nó lại đóng góc. Hết tiền thấy chưa? Nó lại cho đi vác đá thế thôi. Chào Đông Trình Duy nhá. Chào Nhiên Nguyễn, à, Nguyễn Hiếu, tế xăm con kền kền ở ngực đẹp đấy. Nguyễn Hiếu ơi, tao nói cho mày nghe này, mày vào năm tù năm 1992, 94, mày mà xăm được cái này ấy, lên người ấy, tao không phải lo phép đâu. Tao tôn trọng mày thật sự luôn. Tao sợ cái 5 tháng đó mày vào nhà tù ấy, nó xăm mày cả cái con cua ở trên trán mày, hay là xăm bát mì tôm vào mồm mày luôn ấy. Thấy chưa? Tao nói thật luôn, cỡ như mày mà vào nhà tù ấy, tao không sân si đâu, vì là mày nhắn ấy vậy. Tao nói mày nè, kền kền hay không ấy, như là những cái 592 mày vào tù ấy, cái loại mày chỉ đến tuổi để mạ bọn tao lôi mày ra thử mực thôi. Tao nói thật luôn, Nguyễn Hiếu vậy. Thấy chưa? Tao chỉ sợ mày vào đấy mà chỉ là bản nháp cho bọn tao xăm lên người mày thôi. Mày chưa đến tuổi để xăm những cái hình này lên người đâu. Vì hình xăm của tao là toàn những hình xăm từ những năm 9 mấy rồi, cái đây 20 năm rồi. Tao mới về đây chỉ xăm sửa lại mỗi cái tay này thôi. Chứ còn người của tao xăm từ những năm đấy này. Đấy, xăm bằng tay luôn nhá, xăm thủ công này, xăm chất luôn này. Không phải khoe đâu, xăm chất luôn này. Thấy chưa? Còn mày mà vào tù những 5 tháng đó ấy, không phải nói đùa đâu, cỡ như mày nó chỉ mang để thử mực. Thấy chưa? Chào Quang Xếu nhá, vào tù những 5 tháng đấy không phải thằng nào đến tuổi xăm đâu con ạ. Không phải gấu đâu Nguyễn Hiếu, chưa, vì mày quay thường người khác. Thấy chưa? Mày quay thường người khác, mày khinh người khác mà. Thì mày không tôn trọng tao thì sao tao phải tôn trọng mày? Thấy chưa? Nguyễn Hiếu hiểu chưa? Mày phải lên nhớ như vậy. Mày phải ra xã hội mày biết thế này. Con người tao khôn ấy, phải ra xã hội phải tôn trọng từ người cháu. Mày là cái gì đâu mà mày bắt người ta tôn trọng mày mà mày không tôn trọng người khác. Mày nhầm rồi, mày chưa là cái gì cả. Xã hội này này, không bao giờ sợ những thằng đồ gấu đồ mèo đâu, đại ca đồ cốc đâu. Tao nhắc nhở mày một chút, ngoan đi em ạ. Không ngoan thì roi đời nó vụt mặt mày đấy. Tao thì không ra làm gì mày đâu, nhưng mày phải trả giá những sai lầm của mày đấy. Hôm nay mày chửi tao quen mồm, ngày mai mày ra ngoài kia mày cứ tưởng mày chửi người khác là mày gãy răng đấy, vào nha sĩ trồng răng luôn đấy. Chào Thành Phương nhá, chào Đào Vũ Mạnh nhá. Nói chung là bỏ qua mấy con chuột này luôn mọi người nhá, không nhắc đến nó. Vì mấy thằng cặn bã xã hội này nó không muốn làm người, nó muốn làm ngợm, bỏ qua luôn. Chào Dũng Nguyễn. Thời điểm đấy có hình xăm như chú là gọi là đẳng cấp chú à. Ok cháu Nguyễn Dũng nhá. Vì Tế Điên chia sẻ live stream ấy, có những lúc 3-4k rưỡi ở kênh YouTube. Đó, và thấp nhất là phải 1k người xem. Rất nhiều những anh em đã trải qua những năm tù năm đó, họ nhìn lét mực để biết cho. Chú không cần phải khẳng định, đây là mình không phải khẳng định mình gì cả. Đây là tiện qua có mấy cái thằng sân si nó vào nó nói thì mình chia sẻ với thôi. Chào Viên Thế Hưng nhá. Tao chỉ sợ vào trong tù, vào tù mày chỉ là để cho mày để cho các cậu thử mực, mang mày ra thử mực. Thấy chưa? Xăm chứ đói chứ khát là mặn. Thấy chưa? Xăm con ruồi đây này. Đó. Bọn đại bàng ở trong tù nó đã từng xăm cho cái loại nhân dân tệ ấy. Nó xăm cho con ruồi đậu mép này. Còn có thằng thì mẹ vợ tên là Tuy ấy, nó viết chữ Tuy ơi đói ấy. Thấy chưa? Nó đó.
Đấy, gặp Quang Thanh ta kể cho trại trên trên kênh YouTube đấy. Quang Thanh đấy đã từng xăm cho nhân dân đấy. Thấy chưa? Một bát mì tôm này này ở ngực này. Thấy chưa? Xăm một bát mì tôm ở ngực, thấy chưa? Khoái nghi ngút bốc lên này chưa? Ghi chữ mì ăn liền vi phong ở ngực ấy. Mày tuổi gì ở trong nhà tù mà được xăm chỗ, thấy chưa? Thấy chưa? Ok, Vũ Anh Đức nha. Ok, Đông Trạch Duy. À, Tế Điên thì live stream thì ai có những mọi người yêu quý Tế Điên ở kênh YouTube. Tế Điên là gần 100.000 đấy, người đăng ký rồi. Họ yêu quý Tế Điên không hết. Thấy chưa? Họ đi cái họ yêu quý hết. Tôi cho thằng Hiếu Nguyễn Hiếu này nó block nó, thằng con người không muốn làm người, nó muốn làm lợn cho lượn đi. Trời nắng trong buồng ông Lào cũng mồ hôi. Hôi lách chịu. Chịu gì lỗi hả anh? Đúng rồi em ơi, phải chấp nhận thôi, tôi phải chấp nhận thôi, ngu thì đi tù, đã đi tù vào thì còn kêu cái gì nữa đúng không? Đó. Buồng giam thì 7 mét vuông, người ta bảo rồi mà. Tù giam trên 7 mét vuông, sàn hai bục gạch lửa chuồng tiêu phân. Trên bục có giá cùm chân, trong 7 tù nhân gầy còm, thông hơi hai lỗ xô vòm tò vò trước cửa quản nòm kiểm tra. Đó. Buồng giam trên 7 mét vuông mà 7 thằng tù ở. Mà mày biết rồi, đánh cái giấm nhẹ cái là cả buồng nó ngửi thấy. Nên là tại sao bọn đại bàng hay đánh những loại nhân dân mà tự nhiên đánh giấm là mùi phát là đánh hết nhân dân luôn. Chào A Phú, xe com Hân D nhé. Này là đang giao lưu hay là cà kệ thế anh, kệ mẹ chúng nó đi. Ok em nhé, chào Tiến Su Lơ. Chống bão chưa chú, chú chào Tiến Su Leo nhé. Chuẩn chống bão đấy. Chào Vinh Phùng. Thôi, thế nên chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, tràn ngập yêu thương. Chúc những bà con ở những nơi vùng bão đi qua những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Chúc những sự bình an nhất đến với những người bà con ở những nơi mà vùng bão đi qua nhé mọi người nhé. Thế Điên Lam Định gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả những người anh em, chị em, bạn bè trên Facebook Tế Điên Định. Thế nên chào mọi người nhé.